hoa sen bên hoa từ bi nhân ái đóa hoa tâm hồn hương yêu thương kết nối tình thương tay trong tay xây tình người cầu xin Phật cứu độ người hết khổ đau. Hội từ thiện Hoa Sen Việt khởi công xây dựng cây cầu số 170 do đạo hữu Tâm Hương Chân Hậu phát tâm bảo trợ. Địa điểm xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, khởi công ngày 29 tháng 11 năm 2023. Trên căn bản đại bi tâm, Hội từ thiện Hoa Sen Việt ra đời là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái đến với nhiều mảnh đời đau thương bất hạnh thông qua nhiều việc thiện lành như tặng nhu yếu phẩm, thẻ bảo hiểm sức khỏe, xe lăn, thuốc men, áo ấm, xây hàng trăm cây cầu, xây nhà tình thương, khoan giếng nước sạch, v.v. Đặc biệt, từ khi bắt đầu chương trình xây dựng những nhịp cầu nhân ái, ngày càng có nhiều quý ân nhân và mạnh thường quân phát tâm làm những công việc thiện lành này để giúp cho bà con nghèo ở những vùng nông thôn xa xôi tại Việt Nam có được những cây cầu bê tông vững chắc thay thế cho những cây cầu chấp nối với những thân cây tre, cây gỗ vô cùng nguy hiểm mà bà con nông dân đã phải sử dụng đi lại bao nhiêu năm qua. Ngày 29 tháng 11, 2023, sau khi nhận tình tài ủng hộ từ đạo hữu Tâm Hương và Chân Hậu phát tâm cho việc xây dựng cây cầu cho bà con nghèo, Hoa Sen Việt đã liên lạc và tiến hành tổ chức lễ khởi công xây dựng cây cầu số 170 tại xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Bà con ai ai cũng hân hoan vui vẻ vì sắp tới sẽ có được cây cầu bê tông vững chắc, nâng bước đi của mọi người được an toàn, nhất là trong lúc trời mưa gió trơn trượt. Xin chân thành cảm niệm công đức của tất cả quý ân nhân, quý mạnh thường quân khắp nơi đã ủng hộ. Xin cảm ơn quý vị thành viên phái đoàn từ thiện Hoa Sen Việt đã liên tục đồng hành với những hành nguyện giúp đời giúp người trong nhiều năm tháng qua. Xin hồi hướng phước báo thanh cao cho tất cả quý vị và gia quyến được an vui, nhiều sức khỏe và đạt nhiều thành tựu như ý. Hoa Sen Việt kết nối từ tâm 714-892-5400. Kính mời quý vị đón xem những hình ảnh video phóng sự từ thiện ở trang Facebook Hoa Sen Việt và YouTube Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt. Dân ở xã Hậu Thạnh, Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, ấp Bầu, hôm nay hội từ thiện Hoa Sen Việt của chúng tôi và đạo hữu Tâm Hương và Chân Hậu đến đây để làm lễ khởi công xây dựng cây cầu số 170. Thì chúng tôi được biết rằng ở đây bà con mình hồi xưa đi cầu khỉ, đi cầu cũ, cầu khỉ mà qua bao nhiêu năm bây giờ nó cũng nát, nên tha thiết có cây cầu. Chính vì vậy mà hội từ thiện Hoa Sen Việt chúng tôi và nhờ sự phát tâm của các đạo hữu Tâm Hương và Chân Hậu
đã phát tâm để đến đây xây dựng cầu bê tông cốt sắt cho bà con mình. Thì chúng tôi mong rằng sau khi có cầu bê tông cốt sắt vững vàng, rộng rãi thoáng mát, bà con mình có đường đi qua lại thông thương dễ dàng, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Và chúng tôi xin chúc cho bà con mình ở đây luôn được sức khỏe và xin hết ạ. Thay mặt bà con trong xã Hồng Hạnh, đặc biệt là bà con trong ấp Ngọn, thì cũng xin cảm ơn thứ nhất là Hoa Sơ Việt rồi gia đình của Hữu Tâm Hương Nhân Hậu đã ủng hộ một cây cầu cho ấp Ngọn 170. Thì bà con cũng chân thành cảm ơn để bắt cầu cho đi qua lại dễ dàng trong cái mùa mưa nắng, tạo điều kiện cho bà con trong cái việc mà buôn bán hàng rong thuận lợi. Thì thay mặt cho đảng ủy ban và nhân dân cũng chân thành cảm ơn anh các mạnh thường quân sức khỏe để cống hiến ủng hộ nhiều hơn nữa, xin trân trọng cảm ơn. Chợ mình tình giấc, vũ trụ đang mơ màng, đang còn trong mộng mị. Cả trời đất thanh thang, cả trời đất thanh thang, lắng nghe trong sương mai sau đời bể khổ chân ai, đời bể khổ chân ai.